hàng nghìn lao động xếp hàng dài chờ thông chốt về quê. Thưa quý vị, hàng nghìn lao động làm việc tại các tỉnh phía Nam quyết định chạy xe máy về quê trước khi địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Do số lượng nhiều, người dân phải xếp hàng dài chờ qua chốt kiểm soát dịch. Hai ngày nay, lượng người từ các tỉnh phía Nam qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở trạm thu phí Cai Chanh, xã Đắc Ru, huyện Đắc Lấp, Đắc Nông, Cửa Ngõ và Tây Nguyên tăng đột biến. Có thời điểm, lượng người đổ về quá đông, xếp hàng dài để chờ được thông chốt, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người của huyện Đắk Lấp phải tăng cường nhân lực kêu gọi tình nguyện viên đến hỗ trợ kiểm dịch. Ông Phan Nhật Thanh, Chủ tịch huyện Đắk Lấp cho biết, ngày 16 tháng 7 có khoảng 8.000 lượt người đi qua chốt kiểm soát dịch, ngày 17 tháng 7 tăng lên hơn 10.000 lượt người. Trong sáng 18 tháng 7, số người qua chốt vẫn còn đông. Sau khi nắm được tình hình, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện cho biết, nếu người dân ở huyện Đắk Lấp về sẽ được đưa đi cách ly tập trung luôn khi đến chốt kiểm soát dịch người dân ở các huyện, thành phố khác sẽ báo cho đơn vị y tế địa phương để quản lý. Hiện Đắk Nông đã có 11 ca mắc COVID-19, hầu hết đều về từ thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Đắk Nông đang thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 13 tháng 7. Riêng xã Đắk Rung, huyện Đắk Song, giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, bắt đầu từ 12 giờ ngày 17 tháng 7. Bình Định thuê máy bay đón 1.000 người từ thành phố Hồ Chí Minh về quê. Thưa quý vị, từ ngày 20 tháng 7, Bình Định sẽ triển khai chuyến bay đầu tiên đón người lao động ở thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do dịch Covid-19 về quê miễn phí. Tại buổi họp báo ngày 18 tháng 7, Chủ tịch tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long cho biết, địa phương này vừa thông qua kế hoạch đón khoảng 1.000 người lao động mưu sinh đang gặp khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh về địa phương cách ly. Chiều 20 tháng 7, chúng tôi triển khai chuyến bay đầu tiên đón 200 người lao động về quê. Từ ngày 23 tháng 7 đến cuối tháng, các chuyến bay tiếp tục chở công dân Bình Định về quê. Mọi chi phí vé máy bay, xét nghiệm, ăn ở tại khu cách ly tập trung được tỉnh hỗ trợ 100% cho bà con. Ông Long nói và cho biết thêm, nguồn kinh phí huy động từ xã hội hóa chứ không lấy tiền ngân sách nhà nước. Ông nhấn mạnh, từ đầu đợt dịch thứ tư, địa phương chủ trương không ngăn sông, cấm chợ. Việc đón bà con về quê vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm, đồng thời chia sẻ một phần khó khăn với thành phố Hồ Chí Minh lúc này. Những ngày qua, Bình Định phối hợp với Hội đồng hương Bình Định tại thành phố Hồ Chí Minh để lập danh sách người lao động, công dân thực sự đang gặp khó khăn, bị mất việc làm, không có thu nhập, không có chỗ ở, nhằm kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm và đưa họ về quê. Từ đầu đợt dịch thứ tư đến nay, địa phương đã đón trên 13.000 người từ vùng dịch về quê nhà. Tất cả được kiểm tra y tế, cách ly theo đúng quy định phòng chống dịch. Hiện, tỉnh đã thành lập 27 khu cách ly tập trung, trong đó 20 khu cách ly của các địa phương, 7 khu cách ly của quân đội có khả năng cách ly tập trung cho khoảng 10.000 người. Ngành du lịch đã làm việc với chủ các khách sạn ở thành phố Quy Nhơn và được hỗ trợ 1.000 phòng cách ly với giá đặc biệt ưu đãi, chỉ thu tiền điện, nước. Thưa quý vị, DKN TV sẽ liên tục cập nhật các tin tức trong và ngoài nước để gửi tới quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Kính chúc quý vị bình an và mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.